Em xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc Omni Discover của hãng Sansui, có model là 881, tình trạng là hàng bãi mới về, đẹp xuất sắc. Và bây giờ là em quay cận cảnh chi tiết để cho các bác được ngắm nhìn thực tế độ đẹp của em nó nhé. Chiếc Omni này thì ghép được rất nhiều loa và chất âm là rất là hay nhé. Các bác nhìn cận cảnh này, mặt sáng choang này. Và đây là ruột gan của em nó nha. Em này có vẻ đẹp là gần như mới luôn. Sắt xi vàng. Các bác thấy này, các cái rắc cắm đằng sau nó gần như là mới luôn. Cái này là đa cầu điện nhé, công suất nguồn 320W. Này là rất là đẹp, độ mới là mới trên 95%. Các bác có nhu cầu muốn sử dụng con Omni Sansui 881 mà đẹp xuất sắc này thì hãy vui lòng liên hệ với em nhé, theo số điện thoại là 0938 655 445. Số này là em dùng Zalo và Facebook nhé. Các bác có thể kết bạn Zalo với em sẽ gửi ảnh chi tiết để cho các bác nhìn thực tế. Em rất mong được các bác ủng hộ. Và em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác. Rồi có mưa.